Khi mà chúng tôi đọc cái bản tin cái trái bom này đó của tờ báo Orange County, A Voice of Orange County, tức là tiếng nói quận Cam. Chúng tôi có nguyên cả một bản tiếng Anh do tờ báo gửi qua, và tôi có một cái link chúng tôi đã dùng cái để mà làm dẫn chứng. Chúng tôi dịch cái bản này ra bằng tiếng Việt 16 trang để cho tất cả mọi người có một cái ý niệm về cái sự kiện nó đã xảy ra. Cái chuyện lùm xùm mà chúng ta chỉ nghe mong manh phong phanh, bên này nói bên kia nói. Ông Diệp Minh Trường và ông Tạ Đức Chí lên các đài truyền hình rồi phát thanh rồi tới các tờ báo để giải thích, nhưng mà chúng ta không thấy nội dung của cái lá thư. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái nội dung của lá thư rất là quan trọng, chúng tôi xin được đọc để cho quý vị vừa nhận xong và vừa dịch xong. Thành ra chúng tôi là đang nói luôn, và bây giờ mặc dù là 2:20 sáng rồi, và chịu trách nhiệm trước pháp luật những sự việc kể trên là đúng và chính xác theo sự hiểu biết của tôi. Tháng 4 năm 2016, khiếu nại và các cáo buộc vi phạm của chính quyền đây là chính quyền Westminster đó. Thành phố Westminster là một thành phố có một lịch sử tham nhũng và bè phái tràn lan giống như thành phố Bell. Thành phố Bell luôn luôn là một thành phố có hành động tham nhũng công quỹ. Thành phố Westminster hoạt động trên các căn bản tinh vi hơn. Có những thành viên hội đồng thành phố tham nhũng chỉ lo các vấn đề ảnh hưởng của họ như thế nào, mà không thèm lo một tí gì cho người dân của thành phố này. Trước khi tôi được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng vào ngày hoặc khoảng ngày 19 tháng 6 năm 2012, cảnh sát trưởng Koopman đã thông báo ông nghỉ hưu vào ngày 30 tháng 7 năm 2012. Tôi là người kế tiếp trở thành cảnh sát trưởng và là người có đủ phẩm chất nhất vào thời điểm đó. Theo tổng quản trị Waller và những người khác, trước khi tôi được bổ nhiệm, theo yêu cầu của nghị viên Tyler Diệp, luật sư thành phố soạn thảo một nghị quyết và nhân viên làm một bản báo cáo thay đổi việc bổ nhiệm cảnh sát trưởng từ tổng quản trị sang hội đồng thành phố. Điều này sẽ làm cho hội đồng thành phố có toàn quyền kiểm soát đối với sở cảnh sát và làm cho vị tân cảnh sát trưởng làm việc theo ý muốn và hành động của thành phố. Nghe điều rất là ngạc nhiên, đặc biệt. Đây là email, đính kèm cái email của tổng quản trị Mitch Waller gửi cho tôi và cảnh sát trưởng Koopman 18.1 trong theo nghị trình của thành phố ngày 27 tháng 6 năm 2012, báo cáo của nhân viên 27 tháng 6 năm 2012 từ luật sư thành phố Bethan Hosen qua ông Dick John điều chỉnh luật thành phố. Điều này rất quan trọng vì tất cả chúng ta đều biết nếu cảnh sát trưởng lo sợ cho công việc của ông bà lúc đó thì sẽ không thể kiểm tra được tình trạng tham nhũng và tệ nạn có qua có lại kéo đi nhiều thập niên tại thành phố. Và đó là điều mà mỗi cảnh sát trưởng phải đối diện khi biết có sự can thiệp, đe dọa, gây sức ép của nghị viên Tyler Diệp và các thành viên hội đồng thành phố khác đối với cảnh sát trưởng trước đây. Rõ ràng là hội đồng thành phố sẽ làm hỏng các quyết định kiểm soát hoạt động và sự thăng cấp và tiếp cận được các thông tin liên quan đến tội phạm. Lấy đi quyền hạn này và giao cho hội đồng thành phố sẽ vi phạm luật chính quyền 38630. Còn có tin đồn là nghị viên Tyler Diệp muốn làm bạn của ông làm cảnh sát trưởng kế tiếp. Ví dụ như email ngày 2 tháng 5 năm 2011 từ tổng quản trị Waller gửi tới cho cảnh sát trưởng Koopman. Chuyện gia tăng quyền hạn này của hội đồng thành phố do ông Dick John giúp soạn thảo được tổng quản trị Waller tiết lộ ra ngoài một cách cố tình và được gửi bằng email để báo động cho công chúng. Ngoài ra, việc này đã được làm với mục đích ngăn cản tôi làm cảnh sát trưởng kế tiếp, bởi vì họ biết tôi là một người đạo đức và trung thực.
Tôi chỉ mới 47 tuổi và biết khả năng tham nhũng và giấu giếm của một số người cụ thể trong hội đồng thành phố và khả năng của một luật sư thành phố bao che cho họ. Và vì thế, tôi sẽ không nhận chức cảnh sát trưởng bởi vì biết rõ rằng nếu tôi làm ngược lại họ hoặc là báo cáo chuyện họ tham nhũng, tôi sẽ bị sa thải và họ sẽ làm hại uy tín của tôi. Email mở ngoặc ra, email của ông Waller ngày 16 tháng 7 năm 2012. Nhiều nhân vật quan trọng biết chuyện, bao gồm tiết lộ cho truyền thông biết, làm cho dự định chiếm quyền này bị rút ra khỏi nghị trình họp của hội đồng thành phố vào phút chót sau khi có một cuộc họp kín. Tuy nhiên, sự kiện này cho thấy một cách rõ ràng là nghị viên Tyler Diệp và hội đồng thành phố muốn kiểm soát cơ quan công lực để thực hiện các mục tiêu riêng tư của họ, kiểm soát cộng đồng. Điều này làm cho tôi rất khó chịu vì cộng đồng chúng ta bao gồm phần lớn là những người tị nạn từng bị ức hiếp ở Việt Nam, bỏ trốn khỏi chế độ cộng sản, sử dụng lực lượng công an đàn áp người dân để kiểm soát họ. Bây giờ lại có chiều hướng lặp lại ở ngay cái Little Sài Gòn này. Một cựu tổng quản trị thành phố và nhiều cảnh sát trưởng nói thẳng với tôi rằng tôi phải tự bảo vệ mình đối với một hội đồng thành phố có truyền thống bí mật và đàn áp hoạt động giống như một băng đảng, sử dụng đe dọa, khiêu khích và trả thù nhân viên và cư dân nào dám lên tiếng hoặc đối đầu với họ. Trong đó có tôi. Tôi có thể nói một cách rõ ràng là sự hiện diện, là sự thể hiện tình trạng toàn quyền và vô cùng ưu thế này của hội đồng thành phố. Luật sư thành phố, tổng quản trị thành phố không khác gì trường hợp của thành phố Bell cách đây vài năm. Tôi biết và được cảnh sát báo rằng hội đồng thành phố có những quan hệ chặt chẽ với nhân viên khắp thành phố để họ báo cáo các hoạt động, quan điểm và khuynh hướng chính trị của các nhân viên và giới chức khác. Các quan hệ này đã được mở rộng ra bên ngoài nơi làm việc và mang tính riêng tư. Sự thu thập thông tin và sự trung thành này cho các nhân viên có cái quan hệ chặt chẽ quyền lực không chính thức vô cùng lớn tại nơi làm việc và khả năng có thể làm hủy hoại quyền lực của các cấp điều hành, sở, phòng và ban trong thành phố. Những nhân viên này có một sự bảo vệ có thể được dùng để chống lại một số nhân vật cao cấp trong thành phố khi cần. Hệ thống này được minh chứng rõ ràng trong trường hợp tổng quản trị, tức là city manager, người thường là nạn nhân của tình trạng này hoặc là phải giải quyết khiếu nại của các nạn nhân khác. Khi có một sự kiện do hội đồng thành phố bảo trợ, một số nhân viên cảm thấy là họ buộc phải tham dự hoặc là một cái gì đó giống như đóng hụi chết cho cái sự kiện này vì biết rằng họ đang bị để ý và có một danh sách ghi nhận những ai có đóng góp. Mọi người thường nói với nhau là có một thành viên hội đồng thành phố phụ trách việc ghi nhận những ai ủng hộ các sự kiện cá nhân của họ. Khi có một sự kiện do hội đồng thành phố bảo trợ, một số nhân viên cảm thấy là họ buộc phải tham dự hoặc làm một cái gì đó giống như đóng hụi chết cho sự kiện này vì biết rằng họ đang bị để ý và có một danh sách ghi nhận những ai có đóng góp nữa. Mọi người thường nói với nhau là có một thành viên hội đồng thành phố phụ trách việc ghi nhận những ai ủng hộ các sự kiện cá nhân của họ. Tôi được nhắc nhở là phải ghi chép lại tất cả những cái việc này ngay từ ngày đầu tiên và phải hợp tác với giới chức liên bang, tiểu bang nếu có thể được để bảo vệ cái bản thân của tôi. Trong nhiều năm, có một số người trong thành phố đã được biết có thành tích công khai đi làm hại người khác và ngay cả tôi. Chuyện này còn bao gồm cả những điều dối trá như là tin đồn thất thiệt là nghị viên Kerry và tôi đã có quan hệ lãng mạn. Tin đồn này bắt đầu làm tổn thương tôi và vị nghị viên thành phố. Ngoài ra, vị nghị viên còn công khai hồ sơ y tế bảo mật nhằm lại hại và trả đũa tôi. Trên đây chỉ là một số ví dụ cho thấy cái sự hiểm độc hiện hữu bên trong cái thành phố này.
Marjorie Ryan, đây là một bà nghị viên, bà này cựu thị trưởng, bà đã từng làm chức vụ thị trưởng rất lâu. Tôi bắt đầu cung cấp thông tin cho FBI từ năm 2012 và điều này đã được hội đồng thành phố biết trong một thời gian. Dưới đây là vắn tắt một số vấn đề cho thấy sách nhiễu, trả thù và tạo ra một môi trường làm việc thù địch do những hành động sai trái của các cấp quản lý và dân cử của thành phố Westminster. Và khi cách làm việc bất hợp pháp hoặc được coi là bất hợp pháp đã được báo cáo cho giới chức, chính quyền và tổng quản trị của Westminster, thì sau đó những người báo cáo bị một số giới chức trả thù. Cái sự kiện liệt kê ra đây không có ý định kể thấu đáo cho mọi sự kiện hoặc là tiết lộ nguồn cung cấp thông tin. Tôi bắt đầu làm việc ở Westminster năm 1990. Những sự kiện được coi là bất hợp pháp khởi đầu từ năm 2007 và tiếp tục cho đến nay không hề giảm bớt. Trong một vụ kiện liên bang đối với tôi và những người khác, tôi có cảm tưởng là nội dung của các cuộc họp kín của chúng tôi đã bị tuồn ra ngoài. Tôi tin rằng bà Marjorie tuồn thông tin này cho ông Frank Cobo. Sau đó ông này tuồn thông tin này lại cho luật sư bên nguyên đơn để chống lại chúng tôi. Tôi tin rằng đây là những vi phạm rõ ràng đạo luật Brown Act, là một cái sự vi phạm trách nhiệm đối với thành phố. Vì vi phạm đạo luật Brown Act là chuyện xảy ra thường xuyên ở cái thành phố này. Tôi thường báo cáo chuyện này với giới chức có thẩm quyền, bao gồm tổng quản trị của thành phố và luật sư của thành phố. Tôi sẽ kể nhiều về cái chuyện này trong đơn kiện chính thức. Vào tháng 6 năm 2013, tôi được tổng quản trị Waller thông báo rằng bà Marjorie định sa thải tôi vào một lúc nào đó vì bà cảm thấy bị đe dọa khi tôi định tố cáo các hành động tham nhũng và văn hóa lạm dụng của hội đồng thành phố này. Tôi tin rằng có nhiều vấn đề trong hợp đồng với Shoreline Ambulance, đây là một cái hãng để mà xe cứu thương, với thành phố. Trong năm 2007, một vụ đấu thầu dịch vụ cứu thương béo bở cho thành phố tại hai cuộc vận động gây quỹ chính trị khác nhau, một ở Outback Steakhouse, tức là một cái tiệm ăn, và một ở Westminster Lane. Những vụ đóng góp này xảy ra vào giai đoạn hội đồng thành phố đang chọn các đề nghị của các hãng thầu. Không lâu sau đó, bà Rice bỏ phiếu chống đề nghị của nhân viên muốn ký hợp đồng với một công ty khác để ký hợp đồng với Shoreline, công ty đóng góp và là bạn của bà. Xin lỗi, công ty đóng góp tiền và là bạn của bà. Năm 2012, bà Rice lại nhận tiền đóng góp của Shoreline trước khi bỏ phiếu. Một lần nữa, bà lại bỏ phiếu chống lại đề nghị của nhân viên muốn ký hợp đồng với công ty đưa ra của các nhà thầu với giá thấp nhất. Tôi có báo cáo việc này với các cấp chỉ huy của tôi và với sau đó là với FBI. Ông Frank Cobo là một trong những người thu thập tin tức liên quan đến nhân viên và quản lý của thành phố, rồi báo cáo lại cho bà Marjorie để bà có thể kiểm soát tòa thị chính và sở cảnh sát. Ông Frank Cobo là một người trung gian. Có lần ông Cobo khoe khoang về chuyện bà Marjorie sa thải tổng quản trị thành phố vì tìm cách chuyển ông này ra khỏi một vị trí nào đó. Bà Marjorie cũng giúp ông Frank Cobo đắc cử vào đặc khu vệ sinh Midway City để họ có thể kiểm soát nhiều vấn đề hơn nữa và tiền đóng góp tranh cử. Trong mùa thu năm 2013, một số thành viên hội đồng thành phố muốn sa thải tôi bởi vì họ biết rằng tôi có thảo luận về một số vấn đề với FBI liên quan đến tham nhũng của công và hành xử trái về mặt pháp lý. Sau vụ này, trả thù và môi trường làm việc thù địch ngày càng gia tăng đối với tôi. Vào tháng 9 năm 2013,
Bà Marjorie nói với các thành viên câu lạc bộ Kiwanis rằng bà sẽ làm cho tôi bị sa thải vì tôi hợp tác với FBI. Vào tháng 12 năm 2013, nhân viên kỹ thuật điện toán IT tại Sở Cảnh sát được gọi tới văn phòng bà Rice để sửa máy điện toán cá nhân của con gái của bà. Họ rất bực mình vì khi phải làm chùa như vậy và phàn nàn rằng chuyện này xảy ra liên tục. Ví dụ như là sửa chữa và đưa các chương trình mới vào máy điện toán của những người trong gia đình bà Rice. Tôi có nhắc bà Marjorie rằng nhân viên thành phố không được sửa máy điện toán cá nhân. Đáp lại, bà Marjorie bảo tôi phải cẩn thận. Tôi có báo cáo nội dung cuộc nói chuyện này với tổng quản trị của thành phố, tức là City Manager. Trong khoảng ngày 13 tháng Giêng năm 2014, ông Frank Cobo bị nhân viên IT bắt quả tang đang ở trong phòng IT và được bảo đảm an ninh cẩn mật. Lục lọi một số tài liệu liên quan đến các vụ xử liên bang và các vụ xử khác. Vụ này sau đó được báo cáo. Bà Liberberg Cassidy cũng đã được báo cáo biết vụ này cùng với tổng quản trị thành phố và được hỏi ý kiến về vụ vi phạm của ông Cobo. Vào ngày 16 tháng Giêng năm 2014, ông giám đốc IT Marsh thu thẻ của ông Cobo và ông bị cấm không được vào phòng IT nữa. Bà Marjorie đổi thừa là tôi không cho ông Cobo vào khu vực tòa nhà của Sở Cảnh sát. Nói rằng tôi không thể để cho ông ta làm việc. Sau vụ này, bà Marjorie nói với mấy người ở Kiwanis rằng cảnh sát trưởng làm việc không tốt nên bị sa thải. Tôi nghe chuyện này và có báo cáo cho tổng quản trị của thành phố. Vào tháng 3 năm 2014, bà Marjorie lại đề cập một chuyện cũ. Đó là vụ con trai của bà bị bắt hồi năm 2011 và các vấn đề gây ra cho gia đình của bà. Bà nói rằng bà sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì những gì viết trong bản báo cáo của cảnh sát Westminster, hồ sơ số 11-09469. Đây là cái số hồ sơ của con trai của bà Marjorie. Ít nhất đây là lần thứ 3 hoặc là thứ 4 bà mang chuyện này ra nói với tôi trong một năm. Bà Marjorie được cho biết là mọi việc đã được làm theo đúng luật và con trai bà không phải là ngoại lệ. Sau đó bà Marjorie tuyên bố là bà muốn cảnh sát điều tra Alan Oki và những người khác viết bản báo cáo trong vụ bắt con trai bà phải bị sa thải. Rồi bà đe dọa tôi khi nói tôi có thể đuổi ông và tôi sẽ có đủ phiếu. Sau đó tháng 3, bà lại một lần nữa nói với Kiwanis là bà sẽ sa thải cảnh sát trưởng như thế nào bởi vì ông ấy không làm điều ông ấy đáng nghĩa phải làm. Mở ngoặc đơn ra xem bài báo của nhật báo Orange County Register trong tháng 3 năm 2014 để xem bà Marjorie muốn kiểm soát sở cảnh sát như thế nào. Tức là một cái tờ báo khác, tờ báo Mỹ khác. Tờ báo Orange County Register là một tờ báo rất lớn của quận Cam. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2014, bà Marjorie nói tôi nên rút cảnh sát viên Rachel Lumba ra khỏi toán cảnh sát danh dự và nên sa thải cô này. Bà Marjorie được cho biết điều đó là vi phạm luật và tôi không chịu làm. Sau đó bà Marjorie lại ngụ ý là tôi sẽ bị sa thải nếu tôi không làm theo. Bà nói bà có đủ số phiếu để đẩy tôi ra. Và giữa tháng 4 năm 2014, tôi biết được là có một số bản thảo với bà Rice nói rằng tôi phải bị sa thải. Một lần nữa, tôi nghe được tin đồn rằng tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khoảng ngày 4 tháng 6 năm 2014, tại một cuộc họp về ngân sách, bà Marjorie ngụ ý với tôi rằng ông Kevin Beach, chỉ huy đội cảnh sát Westminster, không có khả năng nên bị sa thải và bỏ tù. Kevin và tôi biết nhau từ hồi trung học. Bà cũng ngụ ý ông Beach sẽ không phụ trách tòa nhà sở cảnh sát nữa.
nhưng thay vào đó là ông Frank Cobo. Sau đó bà Marjorie ngồi trong xe của bà đậu trong bãi đậu xe, la lớn với tôi chuyện ông Kevin Bish không có khả năng như thế nào và bà sẽ bắt đầu sa thải những ai không làm theo bà, bao gồm cả ông. Bà nói với tôi như vậy. Bà cũng đề cập đến cả tổng quản trị thành phố. Sau cùng bà hét lớn, tôi kiểm soát thành phố này, không phải quý vị hoặc tổng quản trị thành phố. Sau đó, tôi có báo cáo cho tổng quản trị thành phố biết những gì tôi nghe và quan sát. Vào khoảng thời gian này, sức khỏe tôi bắt đầu có vấn đề chỉ vì bị căng thẳng liên quan đến vụ trả thù liên tục và môi trường làm việc thù địch. Tôi bị ói, bị cao huyết áp, tức ngực, choáng váng và mất ngủ. Tôi không có cảnh sát chỉ huy vì bị giảm nhân sự và một số bị cho nghỉ việc. Hội đồng thành phố không cho mướn thêm người nào, thành ra tôi cũng không dám nghỉ bệnh. Tôi vẫn còn lo ngại là ông Frank Cobo nhận thông tin các buổi họp kín liên quan đến vụ xử liên bang do bà Wright cung cấp. Vào ngày Flag Day, tức là ngày treo cờ, 13 tháng 6, 2014, tôi được nghị viên Contreras nói rằng bà Wright muốn sa thải tôi. Và nhờ ông này nói vào, tôi mới không bị. Tôi có báo cho tổng quản trị thành phố biết chuyện này. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2014, nghị viên Sergio Contreras nói với tôi rằng bà Marjorie rất có ác cảm với ông. Ông cũng nói rằng trong quá khứ, ông làm việc ăn ý với bà Wright, có lúc đóng vai tốt, đóng vai xấu. Nhưng bây giờ ông thừa nhận với tôi là những gì bà Wright làm với tôi là không đúng. Vào tháng 6 năm 2014, tại quầy bán pháo bông của Kiwanis, tôi lại được cho biết bà Wright sẽ sa thải tôi vì không làm theo lời bà. Ngày 30 tháng 6, tôi được thông báo là bà Marjorie thay nhớt xe và sửa xe miễn phí tại Elmore Toyota. Đây là một cái tiệm bán xe Toyota mà có nhân viên Việt Nam. Thợ sửa xe tại Elmore Toyota giận dữ với bà Rice và báo cáo với bà Robin Roberts. Tôi nói với bà Roberts là tôi sẽ cập nhật và báo cáo việc này với Ủy ban Hoạt động Chính trị Công bằng của California. Bà Roberts nói bà rất sợ làm việc này và sợ bị đuổi nếu báo cáo việc làm sai trái của Hội đồng Thành phố. Vào lúc 12 giờ 13 phút chiều ngày 1 tháng 7 năm 2014, tôi viết một email và nói chuyện qua điện thoại với bà Adriane Cosmaros, điều tra viên chính thức của Ủy ban Hoạt động Chính trị Công bằng California, viết tắt là FPPC. Tôi thẳng thắn báo cáo cách hành xử không đúng của bà Rice có thể nhận dịch vụ miễn phí của một doanh nghiệp mà bà bỏ phiếu trong vai trò thành viên hội đồng của thành phố. Tôi cũng báo cho bà biết nhiều vụ mà bà Roberts và cá nhân tôi nghi là có vi phạm đạo luật Brown Act. Tôi cũng cho bà biết là bà Roberts cũng muốn báo cáo các vi phạm khác và hoạt động không bình thường của các dân cử ở Westminster. Vào ngày 2 tháng 7, tôi thấy bà Marjorie ở quầy bán pháo bông của Kiwanis. Tôi đến hỏi thẳng bà là bà có vấn đề gì với tôi hoặc là sở cảnh sát không. Bà nói mọi thứ tốt và ôm tôi. Sau đó bà đi khỏi. Bà lại có những lời gièm pha về công việc của tôi và nói bà có đủ 3 phiếu để sa thải tôi. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2014, tôi nhận được phàn nàn của IT. Một lần nữa lại sửa máy điện toán cá nhân cho bà Marjorie. Tôi được biết có nhiều hình ảnh khiêu dâm và hai nữ nhân viên IT đã phải sửa và nhìn thấy những hình ảnh bậy bạ và cảm thấy bị xúc phạm. Tôi được bảo cho biết là ông Dick Jones, tức là ông luật sư của thành phố, có nói với tổng quản trị thành phố rằng sử dụng phương tiện thành phố để sửa máy điện toán cá nhân của bà là không sai.
nhân viên IT phàn nàn rằng họ mệt mỏi vì phải làm việc thiên vị cho hội đồng thành phố. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2014, cơ quan phụ trách được liên lạc vì có một vụ rước nước rò rỉ tại một tòa nhà tư nhân vào cuối tuần. Sau đó thành phố phải cử người xuống sửa. Và nhân viên phàn nàn là phương tiện công cộng đã được sử dụng một cách sai trái cho lợi ích của tư nhân. Sau đó tổng quản trị thành phố và tôi khám phá ra cư dân yêu cầu sửa chữa là một nhân vật quyền lực và là bạn của nghị viên Sergio Contreras. Người ra lệnh khẩn cấp sửa chữa như là vấn đề sống chết, nhưng sau đó mới biết không phải là như vậy. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2014, nghị viên Contreras nhận được phàn nàn là một khu vực trên đường Hoover có đầy rác và người vô gia cư. Khu vực này sát nhà của ông. Ông Contreras đòi hỏi tổng quản trị thành phố cảnh sát phải viết ra một cái kế hoạch hành động. Một kế hoạch được đưa ra và được thực hiện. Kết quả là khu vực này được làm sạch sẽ trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, sau khi khu vực này được ổn định, cảnh sát được điều động tới các khu vực khác có nhiều tội phạm. Ông Contreras nhất định đòi chúng tôi phải ưu tiên có cảnh sát tại khu phố ông ở, trong khi các khu vực khác thì bị giảm trong tình trạng không có nhiều cảnh sát viên. Chuyện này được tiếp tục cho tới tháng 3 năm 2015, tức là 6 tháng. Nhiều lần tôi phải nói với tổng quản trị của thành phố về tình trạng sử dụng không đúng mức và lãng phí phương tiện cảnh sát xung quanh nhà ông nghị viên. Tôi được bảo cứ làm để cho vị nghị viên đó đừng khó chịu. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2014, tôi được biết nghị viên Contreras muốn chụp một tấm hình với một cảnh sát viên mặc sắc phục để in vào tài liệu tranh cử của ông. Tôi từ chối lời yêu cầu và cho biết việc làm này là không đúng. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2014, tôi được ông Bethan Hosen, luật sư của thành phố, liên lạc để trả lời một số câu hỏi để ông đưa thông tin vào một số điểm nói chuyện cho nghị viên Rice trong một cuộc họp báo vận động tranh cử. Rõ ràng đây là một trường hợp không sử dụng đúng thời gian của luật sư thành phố. Các giới hạn của một số trang Internet được gỡ bỏ để cho bà Maserai có thể vào để mua cái sản phẩm Avon và mua sắm qua trang web của thành phố. Một lần nữa, tôi được tổng quản trị thành phố bảo cứ làm để tránh mâu thuẫn với bà Rice. Nhân viên IT của tôi cảm thấy kinh hoàng và phàn nàn về tình trạng lạm dụng quyền lực. Vào tháng 12 năm 2014, tôi có cuộc họp với ông John và ông Eddie Manfro để phàn nàn về việc bà Rice đối xử với tôi. Ông John nói với tôi rằng nếu không thích ở đây, ông có thể nghỉ việc. Đó là cách ông giải quyết vấn đề đang liên quan với Maserai. Câu nói làm cho tôi phẫn nộ và tôi phải nằm trong phòng làm việc bởi vì huyết áp của tôi đang tăng cao và tôi gần như là muốn ngất xỉu. Điều này cho thấy luật sư thành phố như thế nào mà chúng tôi phải luôn chấp nhận đối với những gì bà Maserai muốn. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2014, trong lúc nghỉ giải lao giữa cuộc họp của hội đồng thành phố, bà Maserai nói trước mặt tôi và chỉ huy Colin rằng khi người ta qua mặt tôi như phụ nữ đó, tức là ám chỉ bà Robin Roper báo cho FPPC về cái vụ Elmore Toyota, tôi sẽ không bỏ qua. Bà tưởng bà là ai vậy? Ngay tại đây, bà thề trả thù ngay trước mặt tôi mà không biết rằng tôi chính là người báo cáo và giúp thư ký thành phố liên lạc với FPPC. Tôi biết khi đó bà Roy sẽ tiếp tục trả đũa tôi và bà Robert. Ông Colin cho biết bà giận dữ và trả thù như thế nào. Sau buổi họp đó, bà Rice nói lớn về bà Roper và gọi bà này là một người nói dối. Vào ngày 16 tháng 12, tôi nghe tin đồn nói rằng ông cảnh sát trưởng nên bị cho nghỉ việc
có hưởng lương vì hành động sai trái, rằng ông và những thành viên còn lại hội đồng thành phố sẽ bị kiện nếu không làm điều này. Tôi báo chuyện này cho tổng quản trị của thành phố. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2014, ông Eddie Manfro cho tôi coi một hóa đơn của một công ty tư nhân, đó là Golden Trophy, tính tiền thiệp Giáng sinh cho hội đồng thành phố. Đây là một công ty do bà Frank Nguyễn làm chủ.